Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em cùng hãng xe máy Hoàng Sang. Thì tiếp theo hôm nay lên con quay nhỏ anh em ha, quay ZX đời 2005, máy móc zin, dàn chân dàn áo đẹp, nói chung là cũng mộc lắm anh em. Đó, thì anh em xem xe rồi cảm nhận nhé. Đấy, anh em nếu mà ưng ý được thì liên hệ đến Hoàng Sang 0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng. Con này thì báo giá anh em tham khảo là 27.500 nhé. ZX 2005 27.500. Thì anh em coi chi tiết rồi cảm nhận nha. Nói chung cũng đẹp anh em, nói chung là con này thì rất là ngoại hình tất cả mọi thứ rất đẹp anh em, máy móc rồi máy zin anh em ha, con này thì máy zin cho anh em, 27.500 nhé. Giá này thì còn thương lượng nhẹ thôi nha anh em. Đấy, nói chung là giá bán rồi anh em ơi, chứ không phải giá đọc lên rồi để anh em trả 5-7 triệu xuống đâu. Quay giá rất ha, 205. Máy móc còn rất là êm ái nhẹ nhàng. Êm lắm anh em ạ. Nói chung là anh em lên em ngồi anh em chạy thử đi rồi biết sao nó lại có giá, vẫn còn có giá. Vì xe đời cũ mà sao vẫn còn có giá như vậy, thật ra ngồi lên nó êm lắm anh em. Mà anh em vô số anh em chạy lên nó bốc lắm, nó mượt lắm. Nó khác biệt lắm anh em. Nói chung là trên đời này không có gì là tự nhiên hết anh em nhé. Hàng cũng hàng sưu tầm. Đẹp, áo đồ cũng đẹp anh em. Áo này nhìn mới lắm, mới keng à. Nhìn em thì em nhìn không ra biết là áo mới hay là áo cũ luôn á mọi người. Nhưng mà cứ quay lên đây, tại vì bây giờ thực chất mà nói là xe giờ là xe hiện trạng thôi anh em ơi. Bây giờ có sao thì bán vậy thôi. Đấy, chứ còn gốc gác của nó thì pháp lý giấy tờ đầy đủ rõ ràng. Anh em cứ coi xe ưng được thì anh em lên lấy về thôi. Bô đẹp lắm anh em nhé, bô không cấn móp lục lỗ nè, êm lắm, phục nguyên luôn, cam đồng đèn nguyên hết nhé, má đồng đủ tất cả các thứ, xem thông số đầy đủ hết, xe nổ máy anh em. Nói chung là mấy con này tiết kiệm nhiên liệu lắm anh em ạ, cứ nổ thoải mái, nổ cả ngày cũng được. 60T4 nè, 4767 ha, biển 4 số, đúng luôn, đúng giá ít luôn. Rất đẹp lắm. Con này như kiểu áo mới anh em. Thì lâu lâu này quay lên mấy con ZX này, mấy con quen pha nhỏ quay lên để anh em tham khảo, anh em trải nghiệm. Coi được ưng được chiếc nào thì liên hệ Hoàng Sang thôi, 0983 533 445, làm việc trực tiếp nhé. 205 ha, sườn xám. Rồi cảm nhận nhé. Em nói anh em, nói chung đề cái là nổ. Nói chung là mọi thứ chi tiết đều hoạt động đầy đủ hết anh em ha. Còn rất là ngon. Thì anh em coi rồi cảm nhận. Màu đỏ rất là đẹp, chết ít. Thêm lắm anh em, máy nhẹ nhàng lắm. Nói chung là anh em nào nghe tiếng máy, anh em nào thực sự mua là nghe tiếng máy cảm nhận là sẽ biết ha. Thêm cực kỳ. Chia sẻ với anh em như vậy thì anh em nào thiện chí thì liên hệ đến Hoàng Sang qua cái đầu số là 0983 533 445, làm việc trực
tiếp đến cửa hàng ha. Thì nói chung là cũng trễ rồi, 6 giờ rồi anh em ơi, em kết thúc video đây. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nhé. Hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nha mọi người.